bạn hôm nay. Máy có thể dán hầu hết các loại chỉ gỗ như PVC, MDF, melamine, nẹp gỗ. Ngoài chức năng cơ bản, lăn keo ép nẹp, cắt đầu đuôi, sáng chỉ trên dưới, bo cạnh, bo góc tròn, giúp giảm độ sắc bén và tăng thêm độ tinh xảo cho sản phẩm. Cạo keo thừa, đánh bóng. Bo gốc SM450. Máy chuyên dùng để dán cạnh với nẹp dán PVC, nẹp gỗ, veneer. Máy cũng thực hiện được các chức năng chính như lăn keo, ép nẹp, cụm cắt đầu đuôi nẹp, cụm sáng nẹp thừa trên và dưới. Tiếp theo là cụm bo cạnh và bo góc tròn đa chức năng. Đây cũng là điểm tạo nên sự khác biệt của máy. Nó bo được cả cạnh trước và sau của ván để tạo nên độ mượt mà và an toàn hơn cho người sử dụng. Tiếp theo là cụm cạo keo. Và cuối cùng là cụm đánh bóng. Kết cấu thân máy dài tạo nên sự ổn định trong quá trình hoạt động. Máy dán cạnh thẳng tự động 7 chức năng SM450 với chức năng bo gốc rất thích hợp với các cơ sở sản xuất nội thất, tủ, bếp. Máy sẽ bo được những góc R ở các góc cạnh, tạo nên tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Thank you.